Ngày 31 tháng 12 tới, Mexico sẽ chính thức tắt sóng truyền hình tương tự analog để chuyển sang công nghệ kỹ thuật số. Vì thế, các gia đình đã bắt đầu bỏ đi các TV đời cũ để trang bị TV mới. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi không phải là dễ dàng với tất cả mọi người. Đối với Eric Wright, sự chuyển đổi này không mang lại lợi ích gì cho nghề sửa TV của ông. Người ta phải mua bộ chuyển đổi tín hiệu hoặc dùng truyền hình trả tiền. Không có cách nào khác để sửa vì các mạch dùng cho analog sẽ trở nên vô dụng. Đối với người lớn tuổi, việc chuyển đổi công nghệ sang kỹ thuật số cũng không phải là trải nghiệm dễ dàng. Bà Elsa de la Sierra và mẹ 103 tuổi của bà đã bỏ lỡ đợt phân bổ TV kỹ thuật số của chính phủ Mexico và phải đợi sang năm sau. Họ không cho tôi biết ngày tắt sóng. Khi tôi đến để nhận mẫu TV mới thì họ báo đã phát hết và tôi phải đợi. Chính phủ Mexico cũng nhận được một vài chỉ trích vì đã lãng phí cấp phát miễn phí TV kỹ thuật số trị giá 145 đô la Mỹ một chiếc cho các hộ dân thay vì chỉ cần cung cấp một đầu giải mã có giá bán lẻ chỉ khoảng 40 đô la. Các nhà bảo vệ môi trường thì lo ngại khoảng 40 triệu chiếc TV cũ thải bỏ trong đợt này sẽ là một nguy cơ ô nhiễm cao. Có khoảng 40 triệu chiếc TV sẽ bị bỏ đi trong quá trình chuyển đổi. Đây là một thách thức lớn về môi trường và sức khỏe vì các chất trong TV analog như chì, cadmium, arsen có thể gây ô nhiễm nguồn nước. Chính phủ Mexico đã chi 1,6 tỷ đô la cho quá trình số hóa truyền hình tại nước này.